Như vậy hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trước khi trận đấu mà chúng ta đang chứng kiến diễn ra thì ở trên sân đã có một biểu ngữ respect, đó là sự tôn trọng. Một thông điệp rất ý nghĩa giữa cao thủ, những người đã rất hiểu nhau. Tuy nhiên các trận đấu chưa bao giờ là không máu lửa. Đường truyền không chuẩn xác. Robertson, Sedan Sakiri, cầu thủ được ví von như là một Messi của dãy Alper. Barai. Robertson, Sedan Sakiri. Rất nguy hiểm. Những tình huống dịch chuyển đội hình hợp lý. Rất đẹp. Người sút cũng rất đẹp. Và người bắt cũng tung người đẹp không kém. Tình huống nguy hiểm. Tình huống sóng gió đang trôi qua. Fabinho. Và họ đang phối hợp với nhau rất đẹp. Rất kỹ thuật. Wow. Và ghi bàn đẳng cấp. Cuối cùng thì tỷ số cũng được mở. Bàn thắng thực hiện ở phút thứ 21 của trận đấu. Không thể không ghi bàn ở một tình huống như thế này. Một pha tấn công thẳng vào trung lộ. Bóng ra ngoài, cơ hội phản tốc. Pha chạm bóng rất nguy hiểm. Sedan Sakiri, cầu thủ được ví von như là một Messi của dãy Alper. Cách xử lý của hai đội ở khu giữa sân là hơi giống nhau. Những pha phối hợp ở đoạn ngắn để giải tỏa và tìm ra những kẽ hở. Cả hai đều chú trọng những đường truyền tương đối dài để có thể tạo ra được những cơ hội cho các tuyển thủ mũi nhọn. Đó là một đường truyền hỏng. Pha phản công rất lợi hại. Mục tiêu của hàng phòng ngự là phá bóng đi càng xa càng tốt. Cách tốt nhất để giải tỏa sức ép và cũng là cách tốt nhất để tránh việc thể lực bị bào mòn sẽ dẫn tới những pha xử lý sai lầm. Tiếng còi đã cất lên. Robertson. Barai. Mario Gomez. Anon. Gemino. Vâng, như vậy là anh đã hóa giải được tình huống nguy hiểm. Như vậy là đúng lúc này thì trọng tài Tengaro cũng đã hồi còi khép lại hiệp 1 trận đấu. Bây giờ thì 45 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu mới chính thức khép lại. Sự khởi đầu của hai đội. Chúng ta cùng đến với những diễn biến chính của hiệp 2. Có thể nói rằng hiệp 1 của trận đấu này là một hiệp đấu đủ để cho chúng ta thấy được tương đối đầy đủ về năng lực cũng như bản lĩnh của hai đội vật thể bên này. Và họ có những cá nhân đủ để giải quyết các tình huống ở phía trên. Đó là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Chuyền vào. Dứt điểm. Không được. Robertson. Chuyển bóng rất tốt. Gemino. Gàn thá. Phạm lỗi. Chưa thay đổi người đầu tiên trong trận đấu. Tình huống thay người có thể thay đổi cục diện của trận đấu. Đường truyền vào.
Làm gì nào? Không được. Thủ môn đã tóm gọn bóng trong tay. Anon. Một pha mớ bóng rất thuận lợi. Dứt điểm. Vẫn còn. Tình huống hú vía đối với cầu thủ Việt. Thêm một lần nữa thì Khung Thành bị đặt trong tình thế nguy hiểm. Các cầu thủ khi chơi ấn tượng cũng thường có những cái nháy mắt kiểu như hôn web. Ta vẫn chưa vừa quên những cú nháy mắt của Messi hay cả sự hài lòng của Ronaldo với trường hợp của Rooney tại World Cup năm 2006 khi Rooney bị chốt quyền thi đấu. Cơ hội đã trôi qua rất đáng tiếc. Jemino. Một pha xử lý rất thoải mái, rất tốt và cản phá rất đúng lúc. Quá vất vả để chống đỡ. Một pha chuyền bóng rất thiếu cảm giác. Họ đoạt bóng rất hay. Trọng tài đá thổi phạt. Sedan Sakiri, cầu thủ được ví von như là một Messi của dãy Inter. Pha bóng rất nguy hiểm. Dứt điểm. Thành công đang thi đấu rất tốt. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Bàn thắng ở những phút cuối cùng. Đó là pha lập công thứ hai. Một cú đúp. Thực tế đôi khi tấn công lại là một cách để phòng ngự. Anh ta sẽ làm gì vào lúc này? Anh ta hoàn toàn có thể chọn một trận. Pha xử lý không chê vào đâu. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một bàn mong manh. Và đúng lúc này trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu. Vượt qua đối phương trận đấu ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây xin mời quý vị trở lại với trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam để theo dõi buổi bình luận sau trận đấu.